Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết là lực lượng biên phòng vừa kịp thời cứu 19 ngư dân trên tàu đánh cá bị chìm khi đang trên đường vào bờ thuộc khu vực Cửa Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Nhận được tin báo của người dân về việc một tàu đánh cá cùng 19 ngư dân bị phá nước chìm trên khu vực biển Cửa Đại, Ban Chỉ huy đồn biên phòng Cửa Đại đã thông báo lực lượng phối hợp với một số đơn vị huy động 5 tàu cùng 20 người và cử 5 cán bộ chiến sĩ ra ứng cứu. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường tiếp nhận nạn nhân và đưa tất cả thuyền viên vào bờ an toàn. Tàu bị chìm mang biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang do ông Phan Văn Hải, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng. Hiện thì sức khỏe của các thuyền viên ổn định, thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 4 tỷ đồng.